Vâng, chào các bạn. Chúng ta lại được nghe âm thanh của một cây đàn mà tôi không phải chơi. Vâng, đó là một vấn đề rất thú vị đúng không ạ? Tức là chúng ta hoàn toàn đến bây giờ cái công nghệ là kết hợp giữa công nghệ tin học với âm nhạc và người ta đưa vào trong những cây đàn cơ như này. Chúng ta hoàn toàn được nghe âm thanh của đàn cơ, tức là âm thanh của dây, búa gõ vào dây qua sao bót cộng hưởng và chúng ta nghe, và với sự tác động kết hợp của tin học để tạo lên những cái bit tông lực vào những cái phím này. Mời các bạn cùng xem qua cây đàn Yamaha MX100. Chúng ta nghe một đoạn trong bản van vừa rồi của Chopin đúng không ạ? Vâng, và chúng ta thấy rằng là rất tuyệt vời. Vâng, tuyệt vời chỗ là các bạn thấy là nếu như ngồi trước cái đàn này như vị trí của tôi đang ngồi thì không có một hệ thống âm ly loa hay đĩa CD hay DVD hay bất cứ một cái gì có thể hay và trung thực bằng chúng ta được nghe như thế này. À, đây là một cách để chúng ta thưởng thức âm nhạc rất tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng là nếu những nơi mà chúng ta bán cà phê này hoặc là chúng ta có một cái nhà hàng ăn uống, chúng ta chọn những cái giai điệu hợp lý và hoàn toàn cái này có thể kết nối với máy tính để chúng ta có một kho và những cái file để chạy được, người ta gọi là file MIDI để chạy được trên những cái đàn như thế này. Thì hoàn toàn các bạn có những cái phòng cà phê, những cái phòng tiệc trà vân vân. Thật là tuyệt vời, tôi nghĩ rằng là không thể sánh được. Hiện nay ở bên Orion của bên Gia Lâm, vâng, của bên Nhật, tôi thấy là họ cũng để một cây đàn tự chơi và người khách đi mua sắm được nghe vang vẳng tiếng đàn piano rất là thú vị. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái rất tuyệt vời của những sự kết hợp tuyệt diệu của công nghệ và cái acoustic của piano cơ. Vâng. À, bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Vâng, phím rất là chặt và rất là đều về lực. Và như các bạn biết đấy, trên cái số series của cây đàn đến 4 triệu 6 thì tức là cái độ mới của người sản xuất rất là cao. Và chúng ta hoàn toàn yên tâm sử dụng nó trên phương diện của cây đàn cơ cũng như kết hợp với phần tin học ứng dụng như tôi vừa nói lúc nãy. Và chúc mừng một gia đình nào đó hoặc một quán cà phê hay là một nhà hàng sở hữu một cây đàn như thế này. Chúng ta sẽ rất thuận lợi trong mọi công việc học tập cũng như là thưởng thức âm nhạc. Cảm ơn các bạn.